Thực ra tôi không có muốn nhiều chuyện đâu, nhưng mà cách đây 2 ngày có một cái tai nạn rất là thương tâm xảy ra ngay trước mũi tôi, ngay trước cửa nhà tôi. Ông hàng xóm mà tôi biết đã ra đi ngay và luôn. Ngay cổng công ty Thiên Thành đang tạo container cán chết người nè. Cán chết luôn rồi. Ghê trời. Tôi cũng phải mất 2 ngày để bình tâm lại. Mọi thứ nó trầm xuống. Khi mà bạn thấy cái người mình biết nó ra đi ngay trước mũi mình, mà mới biết quý trọng cuộc sống. Và tôi thấy là cuộc đời này nó vô thường. Tôi tự hỏi nếu mà cái người nằm đó là tôi thì không biết sao. Cho nên là tôi muốn cảnh báo với các bạn, hãy nhìn cái hình này. Nếu mà đi đường các bạn rơi vào điểm mù của xe container thì làm ơn né ra ngay. Đừng tranh với nó, đừng tranh với xe lớn làm gì hết. Hơn thua là chỉ thiệt cho mình thôi. Thứ hai nữa, làm ơn đừng có đeo tai nghe. Khi mình đi đường rất là nguy hiểm, các bạn không nghe được những cái âm thanh cảnh báo nguy hiểm xung quanh. Hãy biết quý trọng sinh mạng. Sinh mạng là thứ mà mất đi rồi các bạn không thể lấy lại được. Dư luận thì ì xì đồn hết. Có người thì nói là do tài xế xe container, có người thì nói là do mấy người bắn rong lấn chiếm lòng lề đường, có người thì nói là do nhà nước làm đường cứ dầm về năm nay qua tháng nọ cho nên người ta mới té rồi mới bị tai nạn. Riêng bản thân tôi thì nghĩ là cho dù do ai hay là nguyên nhân như thế nào đi nữa thì sinh mạng nó mất đi thì không thể nào lấy lại được, không thể đòi ai mà trả cho mình được. Cuộc sống này nó vô thường lắm. Ngày hôm đó ngay sau tai nạn có một cơn mưa. Tất cả mọi người trong chung cư mà nơi ở đều có cảm giác trầm xuống giống như tôi cảm nhận. Tôi phải mất 2 ngày để bình tâm lại mà. Và bản thân tôi thì không có làm được gì cho người đã mất hết. Tôi chợt nghĩ nếu cái người nằm đó là mình thì sao? Thì tôi thấy rất là biết ơn khi mình còn sống ở đây. Nếu quay lại thời gian cách đây 1 năm thì tôi cũng đã suýt mất mạng bởi cái tai nạn máy cưa cắt vào cái tay này. Suýt mất mạng. Tôi thấy rất là biết ơn khi mà mình còn sống. Và tôi thấy là cuộc đời này nó vô thường. Cũng giống như lời bài hát của nhạc sĩ Trần Công Sơn. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Tôi hy vọng rằng những giai điệu này có thể giúp phần nào xoa dịu nỗi đau của những người ở lại. Và mong rằng chúng ta sẽ biết quý trọng cuộc sống hơn, bớt ganh đua với nhau hơn, để có thể sống một cuộc sống hạnh phúc hơn. Chúc các bạn một mùa Tết an toàn, an lành và một năm mới bình an.